Hello, xin chào các bạn đến với channel của tụi mình. Và hôm nay tụi mình sẽ làm một video về ẩm thực. Ok, các bạn sẽ xem. Và đây là nguyên liệu của tụi mình. Đây là cả viên chiên tôm viên. Còn cái này là cá viên hải thanh đặc biệt. Chết tụi mình. Còn đây là kim chi nha các bạn. Còn đây là mình gói nha các bạn. Xúc xích 3 vị. Đây là 5 gói mì gấu đỏ. Và tụi mình sẽ nấu vào một cái thô này. Và mình sẽ thưởng thức cho các bạn xem. Ok, giờ tụi mình sẽ cắt xúc xích và mấy ok các bạn ơi, mình đã làm xong một cái nồi này mè, nó tràn luôn các bạn ơi. Giờ còn cái này mình vẫn chưa bỏ được thì mình sẽ múc mấy cái này ra rồi xong sẽ cắt cái này bỏ vô, chứ giờ mình cũng không bỏ được. Quay lại là cái bên đây xem. Mình sẽ thưởng thức cái món cái nồi mì